chính vì vậy mà cơ thể của mình nó ngày càng cảm thấy như là mệt mỏi rồi à. Như là không có tập trung xử lý được cái vấn đề trong cuộc sống á. Chính vì vậy mà mình đã đăng ký một cái khóa học yoga á các bạn. Chăm sóc cơ thể của mình, chăm sóc bản thân của mình ha các bạn.